Vâng, em xin chào các anh. Nay thì em tiếp tục đây. Ở đây là theo nhu cầu là có bác nào mà đang hỏi dây loa bãi xịn của Nhật nhé. Thì ở đây là về em có một cái bộ dây loa 3 m của Nhật này, của hãng cái mã của nó là con là ESC3230 này. Đấy. 30 nhé. Của cái hãng cái gì là 8 oăn này này. 8 oăn nhé, 8 oăn nhé. Đấy. Bộ dây 3 m luôn, bộ dây dài 3 m. Đấy. Trên đây nó có khá là nhiều tiếng Nhật, 99,996% OFC cái gì đó thì em không rõ lắm nhé. Đấy, em đọc cho các bác thôi, em biết đi ra bận này. Hộp rất là xịn luôn, audio. Đấy. Thi thoảng nó về nó có cái này thôi, nó không phải lúc nào cũng có đâu các anh nhé. Ở nhà mà đang cần những cái dây nó xịn thì mình lấy con này. Này, dây này, hai bộ này còn rất là mới các bác nhé, đấy, gần như là mới kính cong luôn đấy, các cái dây nhiều các cái dây nó bãi nó về ấy, nó sẽ không không có cái độ mới như này. Thế các bác nhìn từ các cái đồng của nó này đấy. Các sợi đồng của nó rất là xịn này, các bác nhìn thấy không? Bóng loáng luôn đấy. Mỗi cái dây này nó sẽ dài khoảng 3 mét nhé. Cái vỏ dây này rất là mềm mại, nói chung là rất ok luôn, nhìn rất ok luôn. Đấy, bác nào mà lấy những cái dây này về để đấu cho các cái bộ dàn mini hoặc là những cái đôi loa bookshelf là tuyệt vời luôn này này nhé. Đôi loa bookshelf thì tuyệt vời luôn. Đây có cả hộp cho các bác nhé, bác nào thích có cả hộp nhìn cho nó sướng cho nó phê thì đây. Đấy thì đấy, dây loa thì nó đấy, nó như vậy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dây loa này alo em nhé. Bộ dây loa này của nó cũng rẻ đây, 480.000 đây. 480.000 đấy nhé. 480.000 là 6 m. 480 6 m nhé. 6 m là mỗi mỗi dây 3 m đấy nhé các bác nhá. Bác nào mua alo em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 các bác nhé. Để bác nào mà có nhu cầu gì nữa thì là cứ comment ở phía dưới video thì bên em sẽ có một bạn bạn check cái comment, bạn sẽ xem là có những sản phẩm như vậy không, thì các bạn sẽ báo lại các anh và các bạn sẽ báo lại để bên em quay đến cho các bác nhé. Vâng, em xin chào các bác và xin cảm ơn các bác trong những cái video tiếp theo của bên em.